Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay được Thái Võ thực hiện và phát sóng vào ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Và trước màn hình của quý vị thì đây là một cái quang cảnh của một buổi chiều hoàng hôn, một buổi xế tà trên quê hương Việt Nam của mình. Đây là một vùng quê nông thôn quý vị. Và ở đây là thuộc thị trấn Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Nhìn cái quang cảnh thì nó vô cùng yên bình đi. Có phải không quý vị? Thì như thế này, ngày hôm nay đó, Thái Võ đang đi công việc và vô tình khi mà mình mở cái phone của mình ra, Thái Võ thấy có một cái email từ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tức là từ Mỹ đã gửi về cho mình. Bấm vào đọc thì mới biết đó là cái lá thư tâm tình của một chị Việt Nam. Hay nói đúng hơn thì đây là cái lá thư của chị Tâm. Chị Tâm thì sống tại thành phố San Jose của Hoa Kỳ. Chị Tâm này thì cũng quê tại thị trấn Cai Lậy, tại Cái Bè nè quý vị. Cho nên là Thái Võ thấy wow, trùng hợp quá. Thôi thì có thể quay cho chị có thể thấy được cái quê hương của mình luôn. Trước là cho chị và tất cả quý vị có thể thấy cái hình ảnh quê hương Việt Nam mình. Và sau là Thái Võ cũng muốn thay lời của chị Tâm có thể đọc lại những gì mà chị đã nhờ Thái Võ chia sẻ trên cộng đồng ngày hôm nay. Và thú thật thì Thái Võ cũng đọc sơ qua một lần rồi và thấy là đúng. Thật sự là cái câu chuyện của chị Tâm này, nếu mà mình kể ra đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều người đồng cảm lắm, nhất là những người Việt Nam của mình sống ở nước ngoài nha. Có lẽ là quý vị sẽ thấy được đâu đó chính cái hình ảnh của mình trong chính cái câu chuyện này. Và bây giờ, để biết cái câu chuyện này đã được chị Tâm kể và diễn đạt như thế nào và ra làm sao, Thái Võ xin mời tất cả cô bác anh chị và các bạn chúng ta có thể cùng lắng nghe qua. Thái Võ xin được bắt đầu đi vào cái câu chuyện như sau. Thái Võ ơi, em đi về Việt Nam chơi có vui không? Nghe nhiều câu chuyện mà em kể trên kênh, có lẽ là nó rất là giống một phần nào với những gì mà chị đã trải qua trong chuyến đi về Việt Nam vào hồi năm ngoái. Chuyện là chị không thể nào hiểu nổi, mỗi lần mà chị đi về bên Việt Nam là gia đình của chị cứ nặng nặc là đòi là phải bao xe 30 chỗ để đi từ ở dưới Cai Lậy đi lên tận phi trường Tân Sơn Nhất để đón cho nó hoành tráng. Lúc đầu thì chị nghĩ đó, thôi thì gia đình của mình nhiệt tình vậy thì cũng được đi. Nhưng đằng này, có nhất thiết là phải điên lần tới 30 ngượng vậy hay không? Đã vậy mà còn có những người hàng xóm không có quen biết gì với mình nữa, họ cũng đi theo xe, đi lên tận phi trường để đón mình. Họ đi theo làm cái gì? Thú thật là chị là người sống ở nước ngoài mà, chị không có quen cái cảnh, không có quen cái cảnh chen lấn, làm ồn ào ở cái chốn công cộng như vậy đâu. Cái lúc mà chị bước ra ngoài sảnh đến của phi trường Tân Sơn Nhất, mọi người thì cứ ùa đến tay bắt mặt mừng. Người thì hỏi tía lia, người thì ôm, thậm chí là có người còn kéo, có người còn dò đầu bứt tóc của mình, chen lấn và làm va phải vào người khác. Cái hành động đó chị thấy nó thô lỗ vô cùng. Chị thì chị cũng nhắc nhở gia đình nhiều lần, nhưng mà họ nói đó, đi đón Việt Kiều là phải sớm vậy nó mới vui. Nhưng mà chị thấy vui đâu không biết, chỉ biết là cứ mà 10 gia đình như vậy là ở phi trường Tân Sơn Nhất nó sẽ thành cái chợ mắt thôi. Rồi chưa kể đến đó, có những người không có quen biết gì với mình hết, họ chỉ đi theo chơi để mà đi đón Việt Kiều về nước vậy thôi. Vậy thôi à, vậy mà còn đi hỏi mình những cái câu thật là thiếu tế nhị. Đa số là 30 người đi là hết 20 người hỏi, chỉ có con nít là nó vô tư, nó không biết gì hết, nó quan tâm thôi. Nghĩ sao mà mới gặp lần đầu tiên à, mà đi hỏi mình á, ở bên đó bay làm được nhiêu tiền, về lần này có đem quà về nhiều không? Ủa, cái điều đó có nhất thiết là phải hỏi trực tiếp như vậy hay không? Họ đi đón mình là vì cái tình cảm hay là vì trông ngóng một cái thứ gì khác từ mình? Chị hoàn toàn cảm thấy rất là bực bội trong cái lần về nước lần đó. Rồi khi mà nói đến cái chuyện lì xì Tết thì nó còn cảm thấy ức chế hơn nữa. Con nít ở Việt Nam ngày nay quả thật là tụi nó rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên, thiệt tình một cái cách thái quá. Nó thấy ít thì nó chê liền tại chỗ à. Các cháu nó không có hiểu cái mệnh giá đô la là như thế nào hết. Cái tỷ giá ra sao? Rồi cái ý nghĩa của việc lì xì đầu năm là cái gì? Tụi nó móc cái bao lì xì ra, chị thấy dõng dẹn là cái số 10. Thế là ùa lên, con có chịu, cho gì mà ít xịu à. Lấy cái tờ khác đi. Thiệt là không thể nào mà mình có thể hình dung được mấy cái đứa nhỏ bây giờ nó như vậy đó. Mà đã vậy á, người lớn thì có thua kém gì đâu. Ở trong nhà cứ hễ mà từ cái vai anh chị trở lên là chị đều bỏ bao lì xì là 50 đô la. Có người mở bao ra, ý là người ta chơi ít, ta mới nói dèm. Thôi, cho thêm đi mà, Việt Kiều lâu lâu về mà cho có nhiêu đây sao đủ xài.
thì chị mới nói đó. Nhiêu đây là hơn nửa ngày lương của tôi đó nghe. Ông chịu tôi lấy lại à? Mà nói vậy thôi chứ lì xì rồi, ai lấy lại làm chi? Mà có lấy lại họ cũng đâu có chịu đưa đâu. Rồi nhớ có một lần, có một lần thì nhỏ em dâu nó chở chị từ nhà đi xuống thị trấn để mà mua ít đồ để chị đem qua Mỹ. Lúc đi thì chị nói á, chở chị hai đi giùm đi ngang, chút về chị cho cân tiền xăng. Và khi mà đi ra tới chợ Cai Lậy thì chị có ghé vào một cái tiệm vàng để đổi tiền. Đổi tiền xong thì chị mới gửi cho em dâu của chị là 1 triệu, coi như là vừa trả tiền công cho nó ngày hôm nay nó đi với mình, mà cũng là coi như là cho tiền nó xài luôn, đại khái vậy. Thì sau khi mà mua hết đồ đạc, chỉ thiếu có cái món dưa mắm là chị chưa có mua được, vì là ngày hôm đó thì người ta đóng sạp sớm. Em dâu thì mới nói đó, để hôm nào mà người ta có bán á, em ghé em mua cho, có gì đâu mà chị lo. Vậy mà cái lúc mà chị gửi tiền lại cho nó đó, gửi tiền dưa mắm đó, chỉ có 150 ngàn đồng thôi à, mà nó vẫn lấy một cái cách mọt xớt. Chị cảm thấy là dù là mình cho người ta bao nhiêu cũng được, nhưng mà đến cái phiên mình là người ta tính toán từng đồng từng cắc như vậy đó. Người một nhà thì có nhất thiết là phải rõ ràng đến cái mức như vậy hay không? Nhưng mà buồn nhất á, đó là cái lúc mà gia đình đưa mình ra phi trường để mà về lại Mỹ. Lúc về thì hết mình, nhưng mà lúc đi thì hết hồn. Chỉ có dọn dẹn là ba má và một vài đứa em ở trong nhà nó đưa tiễn mình đi thôi. Tự hỏi chứ, ủa, sao mà lúc về đó, đi đón lần 30 người, đi nguyên một chiếc xe dài thòn vậy đó, coi như là làm náo loạn cả phi trường Tân Sơn Nhất hết. Về nhà thì cũng phát quà y đùng. Xong rồi bây giờ nè, tới cái ngày mà mình đi về lại Mỹ, mà chẳng có thấy ai kêu réo để mà xin đi theo xe hết vậy. Cái giây phút bệnh rịnh chia tay gia đình, chị cũng chuẩn bị để mà vào trong để mà lên máy bay, thì có một đứa em nó mới vẫy tay với theo. Nó nói như vậy: năm sau về nhớ mua quà nhiều nhiều cho em nghe chị hai. Lên máy bay thì chị mới ngẫm nghĩ lại những gì mà chị đã trải qua trong cái chuyến về thăm quê lần này. Buồn có, vui có, nhưng đa phần là buồn nhiều hơn vui. Có lẽ là khi mà con người ta có tiền thì nó sẽ khác, hết tiền thì nó sẽ khác. Ở đây thì chị không có dám nói người Việt Nam là như thế này, như thế kia, như thế nọ. Nhưng với gia đình của chị, riêng cái trường hợp của chị, thấy nó ngán ngẩm lắm Thái Võ ơi. Mình nghĩ mình đi về Việt Nam thăm gia đình của mình mà giống như về để khoe của vậy đó. Ủa, chị đâu có khoe của đâu. Có lẽ là người nhà của chị, họ đã khoe khoang với những người bá gia bá tánh là chị giàu lắm. Có lẽ là khoe là chị giàu lắm, về nước thì sẽ có nhiều quà cáp lắm, đi theo đi, thế nào là cũng có quà à. Theo chị nghĩ là như vậy. Rồi con cháu ở trong nhà, mình là người lớn mà, các cháu thì phải biết cái phép lịch sự tối thiểu. Cớ sao mà lại chê ít chê nhiều, chê cái đồng tiền mà người khác cho mình. Một số anh em họ cũng vậy, cũng chê khen vậy. Em dâu của mình cũng vậy. Có nhất thiết là phải tính toán từng đồng từng cắc với chị chồng của mình như vậy hay không? Trong khi là mình mới cho tiền nó cách đây mấy ngày trước à. Thấy em đi về Việt Nam chơi, chắc là em không có bị vướng bận vào cái chuyện này phải không em? Nhưng mà chị biết đó, sẽ có rất là nhiều người sẽ giống chị. Họ cũng từng đi về Việt Nam và họ cũng từng lâm vào những cái cảnh như thế này đây. Nói thật là Tết nay á, bữa nay thì cũng 13 Tết bên Việt Nam rồi. Chị có tiền chứ, cũng rất là muốn về thăm nhà, nhưng chắc là chị không về. Về để làm cái gì khi mà biết bao nhiêu cái chuyện phiền não nó đến với mình. Xin được cảm ơn em trước nếu như em có đọc qua lá thư tâm tình này. Mong em hãy chia sẻ cho cộng đồng có thể được thấu hiểu cái nỗi lòng của đứa con xa quê như chị đây. Chúc em ăn Tết vui vẻ cùng với gia đình. Chị Tâm, sống tại San Jose của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã viết và đã gửi. Như vậy thì quý vị và các bạn đã vừa được lắng nghe qua một số tâm tư, nỗi niềm. Mà ở đây thì người viết đó, đó là một nữ Việt Kiều Mỹ thì đã chia sẻ thưa quý vị. Thì như thế này, những cái chuyện như vậy nè, chắc là quý vị cũng đã từng được nghe khá là nhiều. Thái Võ biết thì đây cũng là một trong những người Việt xa xứ. Họ cũng rất là khao khát, họ có thể được Tết nhất, họ có thể được đi về Việt Nam để mà ăn Tết cùng với gia đình. Nhưng mà cũng theo như chị nói đó, là về mà chỉ mang cho mình một cái nỗi buồn,
Về mà chỉ mang những cái phiền não cho mình, thì về để làm gì quý vị? Về thì đã tốn kém rất là nhiều tiền rồi. Nào là phải mua vé máy bay nè, nào là phải mua quà cáp nè, rồi phải chuẩn bị tiền để mà lì xì Tết nữa. Nhưng mà cái đồng tiền cho đi mà nó không có ý nghĩa như vậy đó, thì liệu là nó có đáng hay không? Có đáng phải tiêu xài theo cái cách như vậy hay không quý vị? Quý vị có thể cho biết thêm ý kiến nha quý vị nha. Và nhìn chung thì ngày hôm nay, đây là một câu chuyện mà Thái Võ xin được chia sẻ và gửi đến cho tất cả bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể được biết đến. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những câu chuyện trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ cũng không biết nói gì hơn, Thái Võ xin cảm ơn và xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến và đã luôn lắng nghe hết câu chuyện này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những câu chuyện kế tiếp. Đây là channel YouTube Thái Võ Canada. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn.